Mấy hôm nay nhận lời mời họp lớp, tao cứ lăn tăn liệu có nên về. Đã nhiều năm rồi xa bạn xa quê, về hay không chỉ một mình tao hiểu. Bao năm nay tiền trong nhà còn thiếu, lặn lội ngày đêm nhưng chẳng dư thừa. Nhưng nghĩ được về sống lại tuổi thơ, chỉ thế thôi là tao sung sướng nhất. Nhớ lắm chứ những năm còn đi học, lũ chúng mình thực sự quá vô tư. Chạm tay bạn gái mặt đã đỏ nhừ, nói chi đến làn môi mái tóc. Giận dỗi nhau nhiều khi còn òa khóc, hoa phượng hái rồi ngại cóc dám đưa. Lắm lúc đi đường gặp phải trời mưa, tàu lá cọ chẳng dám đưa nhau đội. Tao phải về để gặp, còn xin lỗi, con bé ngày xưa nó cứ nhìn tao. Đúng là mình ngu chỉ chuyện tào lao, mãi sau này về già tao mới biết. So với chúng mày đời tao dẫu thiệt, kệ bà nó đi chẳng tiếc làm gì. Trời đã định rồi hơn thiệt mà chi, về đây gặp những thằng cùng một thủa. Mày kệ chức to nếu mày không nhớ, mặc kệ chúng tao mày đứng một bên. Quan chỉ nhất thời mày chớ có quên, dân như chúng tao mới là vạn đại. Những đứa nào nghèo xin đừng có ngại, hãy trở về để gặp lại bạn bè, gặp thầy cô và đứng dưới lũy tre, để mình được cùng nghe gió hát. Cho đến lúc này chức quyền tiền đất, dù ít hay nhiều đừng đứa nào khoe. Kiếm bằng mồ hôi còn thấy dễ nghe, còn cách khác thì thôi cho đỡ nhục. Dân gian có câu đời người có lúc, đừng mặc cảm nha những đứa ít tiền. Hãy cùng tao về với tuổi thần tiên, sắp xuống lỗ rồi chúng mày cho tao sướng.